Hoàng Đại Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Bác sĩ Nhi Khoa, chúng ta sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Hội chứng nhà trẻ, phụ huynh cần làm gì để ứng phó? Tại sao khi đi học, trẻ thường bị bệnh nhiều hơn? Đây chắc hẳn là mối quan tâm của nhiều cha mẹ. Khi trẻ nghỉ ở nhà thì khỏe mạnh, nhưng đến lúc đi học lại bệnh triền miên, tạo nên hội chứng nhà trẻ gây ám ảnh cho nhiều phụ huynh. Hội chứng nhà trẻ còn có tên là Daycare Syndrome. Đây là tình trạng lặp lại khi bé đi nhà trẻ với các triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên như sốt, chảy nước mũi, ngạt mũi, ho, hoặc các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn ói. Nguyên nhân xảy ra hội chứng nhà trẻ là gì? Theo tiến sĩ Spinner, giám đốc y khoa Bệnh viện Nhi Texas cho biết, nguyên nhân do sự gia tăng tiếp xúc của nhiều loại virus, vi khuẩn trong môi trường mới. Hơn nữa, các bé nhỏ hơn 6 tuổi, hệ miễn dịch vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi trưởng thành và có nhiều khoảng trống miễn dịch. Do đó, trung bình trong một năm, trẻ sẽ có 6 đến 8 lần bị nhiễm virus gây các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Ở những trẻ có đề kháng kém, tần suất bệnh cao hơn, nhiều trẻ chưa khỏi bệnh hoàn toàn đã tiếp tục mắc bệnh đợt mới, khiến thể trạng ngày càng suy yếu, bệnh đi bệnh lại. Để ứng phó với hội chứng nhà trẻ, cha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ một hành trang tốt nhất để trẻ sẵn sàng đến trường. Cụ thể, xây dựng đề kháng tốt cho trẻ, cho trẻ tiêm phòng đầy đủ, vận động phù hợp theo từng độ tuổi, đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc, uống đủ nước, xây dựng cho trẻ một chế độ dinh dưỡng cân bằng, khoa học, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho việc xây dựng hệ thống miễn dịch của trẻ, đặc biệt là cung cấp các vi chất thiết yếu cho hệ miễn dịch như kẽm, sắt, vitamin A, C, D. Xây dựng cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh, sớm xây dựng thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi cầm nắm vào các vật dụng công cộng như đồ chơi chung, tay nắm cửa. Trẻ em đang thiếu kẽm trầm trọng và thiếu sắt ở mức đáng báo động. Theo thống kê mới nhất năm 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, tỷ lệ trẻ em Việt Nam thiếu kẽm đang ở mức trầm trọng, lên đến gần 60%, còn thiếu sắt ở mức đáng báo động, cứ 3 trẻ sẽ có 1 trẻ thiếu. Đặc biệt, trẻ thiếu sắt thường đi đôi thiếu kẽm, ngay cả khu vực thành thị, nơi có dân trí cao, tính đến 5 năm gần đây cũng chưa có sự cải thiện nào. Đáng nói đến, vì dấu hiệu trẻ thiếu kẽm và thiếu sắt không rõ ràng, nên cha mẹ thường chủ quan mà quên bổ sung các vi chất này cho con trong những năm tháng đầu đời. Các chuyên gia cho biết, bố mẹ rất khó nhận biết được tình trạng thiếu kẽm và thiếu sắt ở trẻ trong quá trình nuôi dưỡng. Thông thường, bố mẹ chỉ nhận biết được biểu hiện lâm sàng là hậu quả của việc trẻ thiếu kẽm và thiếu sắt lâu ngày dẫn đến. Điển hình như, trẻ thường gặm một số loại không phải là thực phẩm như khăn xô, đồ chơi, nhai giấy, nhai bìa. Trẻ suy giảm đề kháng, dễ mắc bệnh. Trẻ biếng ăn, kém hấp thu, chậm tăng cân, chậm phát triển chiều cao, da tái, da xanh, niêm mạc nhợt, móng tay, móng chân mỏng, lưỡi khô, dễ bị sung viêm, mệt mỏi hay ngáp vặt, buồn ngủ, học tập thiếu tập trung, dễ cáu gắt, tóc và móng giòn, dễ gãy, móng tay có những khía hoặc vạch trắng, rối loạn giấc ngủ, dễ mắc các bệnh về da, mẩn ngứa và dị ứng. Để tăng bổ sung kẽm và sắt cho trẻ, cha mẹ cần tăng cường một số loại thực phẩm giàu sắt và kẽm như thịt bò, thịt gà, tôm biển, cá hồi, hạt bí ngô, súp lơ, nấm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Đông Nam Á, bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam chỉ đáp ứng được 50% kẽm và sắt cho trẻ, do kẽm và sắt có tỷ lệ hấp thu thấp. Vì vậy, để đảm bảo đủ lượng kẽm, sắt cho nhu cầu hàng ngày, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, thì cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bằng sản phẩm dạng lỏng dễ uống, dễ hấp thu như Phytobimbi Ferroce, sản phẩm được đề cập trong phác đồ dự phòng kẽm sắt cho trẻ thay phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đặc biệt, sản phẩm có chứa hàm lượng kẽm và sắt hữu cơ, đáp ứng đủ cho nhu cầu hàng ngày của trẻ. Kính thưa quý vị, vi chất dinh dưỡng rất quan trọng trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, các phụ huynh rất là khó để nhận biết được tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của con, đặc biệt là hai vi chất kẽm và sắt. Cha mẹ chỉ biết được khi con có biểu hiện rõ ràng do hậu quả của việc thiếu kẽm và sắt gây ra. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa tìm hiểu về vấn đề này. Và hãy cùng Harper gặp gỡ vị chuyên gia ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam. Em xin chào bác ạ. Xin chào Hoàng Rapper, xin chào quý khán giả của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Thật vui khi tuần này Hoàng Rapper lại có được may mắn tiếp tục được gặp gỡ với bác Ngọc Diệp. Bên cạnh đó, quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào về việc chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ nhỏ, xin mời gọi đến tổng đài, đó chính là 1800 8070, để chúng tôi có thể nhanh chóng kịp thời giải đáp thắc mắc của quý vị.
Hoàng Đại Bơ xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto Bimbi Ferrose bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ cho trẻ nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện ngay sau đây. Hello! Trời ơi! Hi Du! How are you là gì? Hello! I'm fine, thank you, and you? Mới trả lời chị chứ. Tay về mà. You are... You are flower. Không có biết mày hỏi đại chị bưng bình bông đi đâu. Vậy đi. Chị bưng cho người ta thấy là cái sắc đẹp chị nó ngang giữa chứ có bao hoa. Và cái mỏ chị y như bông ly. Nhìn giống. Đi tay về sang. Đi tay. Ôi nước nào nước nào. Bữa đó chắc thời tiết lạnh lẽo lắm mà. Em lên núi mà. Tay nào chị? Tây Ninh. Mua sao mua qua Huệ quá trời, chị mua qua ly. Ủa Tây Ninh về mắc mớ là nói tiếng Anh. Thì tại hàng xóm mới nói đồn chị đi Tây, chị nói tiếng Anh luôn cho nó Tây luôn. Trời ơi, có qua cho Cục Vàng. Cục Vàng ơi, bên nà đâu này, bên nà đâu này. Ôi trời ơi, mà nó đẹp quá rồi. Trời ơi nè, ngồi đây coi, y chang chị Sáu nó luôn nè, thấy không? Y hệt luôn, đẹp, dễ sợ. Nè, cái bình bông này nè, là Sáu đi mua về cho con nghe không? Để ngay phòng con nghe không? Chỉ mình ơn con thôi không? Không có ai ké nha không? Còn cái này mới là của con nè, mua riêng. Đưa cái tay này coi cục vàng. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy cưng không? Con nít bây giờ là phải đeo bự bự. Thấy không? Giống như dạng như hip hop vậy đó. Bự bự đeo bự bự, mình không lấy cái đồng hồ treo tường á. Mình đeo cho nó đẹp. Mình đeo cái cổ. Ngày mai sẽ có một cái đồng hồ treo tường đeo cũng lẳng ở đây nè. Treo lẳng cho vừa lòng. Không, tại vì chỉ nói là vừa lòng mày. Thì đó, em đeo vô. Trời đất ơi. Sao vậy? Trời đất ơi. Sao vậy? Cục vàng của tôi. Vụ gì? Trời đất ơi, Nam với Lộc ơi, tại sao tụi bay để trời đất ơi, cái móng tay. Trời ơi, móng tay nó nổi hột gạo mà còn bị sầm nữa. Trời đất ơi, có gì đâu chị. Chị đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Trời ơi, chị thấy cháu gì khỏe mạnh, cùi cùi không? Cái móng tay của nó nổi hột gạo mà sọc như vậy là nó thiếu chất trong người nó lắm. Mặt nó buồn yêu nè, mỗi lần tới Sáu định mừng còn hơn cái gì nữa mà giờ mặt buồn yêu luôn. Ủa là sao? Nó thiếu kẽm, thiếu sắt trong người nó. Con nít mà thiếu kẽm, thiếu sắt nha, mất tập trung, giảm trí nhớ. Còn quan trọng nè, lớn lên đi học sẽ không bằng bạn, bằng bè. Tại sao không bằng? Trời ơi, cô giáo giảng bài mà nó không có tập trung, nó thiếu chất trong người đâu đó. Sao ơi, sao đừng làm. Không à, bé nó dễ thương, dạ, đúng không? Nó khỏe. Tự nhiên cái khoảng nín dứt liền. Nghe bác sĩ Nhi nói chuyện. Bác sĩ Nhi đâu? Đây nè, cái bác sĩ Nhi tư vấn kìa. Như vậy, ở tiêu phẩm vừa rồi chúng ta đã thấy được một vấn đề, đó chính là việc thiếu kẽm và sắt ở trẻ nhưng mà ba mẹ thì lại không biết. Theo bác sĩ, cái việc thiếu kẽm và sắt ở trẻ có dễ nhận biết hay không và dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết sớm ạ? Thiếu sắt và kẽm ở trẻ em vốn dĩ là triệu chứng khá là mơ hồ. Chúng ta sẽ rất là khó phát hiện những triệu chứng mà khiến cho người ta dễ nhận ra là thiếu sắt, thiếu kẽm bị nhầm lẫn là bởi vì này, em bé của chúng ta là hay mệt mỏi, không có đủ năng động. Rồi em bé là ngủ không sâu, người hơi mệt mỏi, rồi da sần sùi, da lại bị nổi các cái đốm, da xanh xao. Em bé lại hay bị rối loạn tiêu hóa, ăn không ngon miệng, có khi lại thấy biếng ăn, ăn ít hơn so với bình thường. Yeah. Như vậy có nghĩa là triệu chứng này rất là dễ nhầm lẫn với rất nhiều các cái bệnh lý khác và kể cả những cái giai đoạn mà sinh lý. Trường hợp mà thấy da em bé thì xanh, niêm mạc thì nhợt nhạt, xòe lòng bàn tay ra đều thấy nhợt nhạt. Em bé có cái biểu hiện là thiếu máu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn vào móng tay của em bé thì móng tay thường là dẹp, có những cái đường khí ngang hoặc là bị tưa, bị xước. Đấy cũng là những cái biểu hiện mà chúng ta có thể nghi ngờ đây là những cái triệu chứng đặc hiệu của thiếu sắt và thiếu kẽm. Như vậy thì theo bác, chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ có đủ đảm bảo được kẽm, sắt và những chất dinh dưỡng cần thiết không ạ? Khi chúng ta ăn vào, sắt chỉ có 15-20% sẽ được hấp thu. Tương tự như vậy thì với kẽm, tỷ lệ hấp thu cũng chỉ dao động vào trong khoảng từ 20-30% thôi. Yếu tố sẽ ức chế hấp thu sắt và kẽm. Đầu tiên là phytat. Phytat sẽ có nhiều ở đâu? Phytat nhiều ở trong các loại ngũ cốc. Có nhiều ở trong các cái loại rau hay là thức uống, đồ ăn gì mà có vị chát. Đây là chi tiết mà mình phải chú ý.
để không á là mình sẽ làm cho trẻ bị tăng cái nguy cơ bị thiếu thêm nữa sắt và kẽm. Thế bây giờ yếu tố thứ hai là các cái thực phẩm giàu sắt và kẽm thì nó là thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thịt, trứng, cá, ưu tiên là các loại thịt đỏ, thịt bò, thịt heo. Nó tương đối là sơ, trẻ em ăn thì hơi bị khó khăn. Cái nhóm thứ hai mà cũng có nhiều sắt và nhiều kẽm nữa, đó chính là những cái con nhuyễn thể ở biển mà có hai mảnh vỏ. Ví dụ như là con hào, con nghêu, con sò. Mùi vị, cách thức ta chế biến thường nó sẽ rất là khó ăn đối với trẻ em, hầu như các cháu không ăn các cái thực phẩm này. Thế còn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì chúng ta sẽ có đậu đỗ và các loại rau, đặc biệt các loại rau có lá xanh, khá là sơ. Gần như các cháu lại không ăn rau nhiều, cho nên là chúng ta sẽ bị hạn chế cái nguồn cung cấp vào trong người. Đã hạn chế hấp thu rồi lại hạn chế nguồn cung cấp. Có một chi tiết rất là đặc biệt, đó là sắt và kẽm thường là bị thiếu cùng nhau. Nếu mà em bé bị thiếu sắt thường là thiếu kẽm và ngược lại. Thế tại sao lại như vậy? Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì bản thân những cái thực phẩm dầu sắt và dầu kẽm nó nằm chung trong một cái loại thực phẩm. Ví dụ như là ăn thịt bò, ăn sò thì đều có nhiều sắt và kẽm. Điều kiện để tăng cường hấp thu sắt và ức chế hấp thu sắt thì nó lại giống như kẽm. Và hai yếu tố này khiến cho các cháu thường thì bị thiếu sắt, thiếu kẽm thì hay bị thiếu cùng nhau. Bây giờ yếu tố tiếp theo nữa, đó chính là cái dự trữ sắt và kẽm của em bé trước khi ra đời và trong những tháng đầu đời, 3 tháng trước khi mà em bé sinh. Đấy là cái thời điểm mà cơ thể của mẹ sẽ được tích lũy sắt và kẽm, nó sẽ truyền qua nhau thai, dự trữ ở trong em bé của mình. Nhưng mà cái lượng dự trữ này nó sẽ chỉ sử dụng được trong cái khoảng là 4 tháng thôi. Và nếu mà em bé nào dự trữ tốt ấy là có thể đến 6 tháng. Và sau đó thì phải từ thực phẩm, mà lúc này thì thực phẩm nó lại chưa ăn được nhiều, chúng ta có hẳn một cái khoảng trống. Nếu mà chúng ta không có cái giải pháp phù hợp và không hiểu kỹ về vấn đề này thì chúng ta sẽ khiến cho con của mình dễ bị rơi vào tình trạng thiếu sắt và thiếu kẽm. Vai trò của sắt và kẽm thì rất là đặc biệt. Sắt thì có một vai trò đặc biệt quan trọng trong cái quá trình tạo máu để nó đem oxy đi đến toàn cơ thể. Trẻ em thiếu oxy não thì các cháu không thể suy nghĩ, không thể học tập, không thể thông minh được. Tế bào thiếu oxy nó không phát triển được. Sắt thì lại còn tham gia vào cái việc mà hỗ trợ cho cái quá trình mà nhân chia và biệt hóa tế bào, cho nên là mới tăng trưởng tốt được. Và đồng thời thì sắt và tham gia vào cái việc hoạt động của cái hệ thống miễn dịch. Và tương tự như vậy, kẽm gần như là một trong những cái vi khoáng rất là quan trọng, bởi vì nó tham gia vào khoảng 300 loại enzyme khác nhau. Tất cả các cái chất mình ăn vào đều cần phải chuyển hóa, đều cần có các cái enzyme. Mà kẽm nó tham gia trực tiếp vào việc hình thành các cái enzyme này, tham gia vào cái việc tổng hợp ra các cái hormone tăng trưởng. Cho nên nếu mà chúng ta thiếu kẽm thì thường thường các cháu lại rơi vào tình trạng bị suy dinh dưỡng. Thế vừa thiếu sắt lại vừa thiếu kẽm thì hậu quả của nó rất là lớn. Các cháu hay bị các bệnh nhiễm trùng nữa, chứ không phải chỉ có biếng ăn, thiếu máu, suy giảm khả năng mà tăng trưởng và những cái tác động xấu đến cái khả năng nhận thức của các em bé. Ồ, như vậy thì có nhóm trẻ em nào hoặc là độ tuổi nào mà các trẻ dễ bị thiếu kẽm và thiếu sắt không ạ? Và chúng ta có những giải pháp nào để bổ sung kịp thời kẽm và sắt trong nhu cầu ăn uống hàng ngày của trẻ không ạ? Chúng ta sẽ có một cái số liệu như thế này. Theo kết quả của Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2020 do Viện Dinh dưỡng Quốc gia tiến hành thì chúng ta biết là với trẻ em dưới 5 tuổi có khoảng 60% các cháu bị thiếu hụt kẽm ở các mức độ khác nhau. Khoảng 35% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu máu dinh dưỡng và chủ yếu là do thiếu sắt. Chúng ta có thể sống ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nhưng với trẻ em dưới 5 tuổi thì cái tỷ lệ thiếu nó rất là phổ biến. Thiếu vi chất dinh dưỡng là nạn đói tiềm ẩn. Và nạn đói thì có nghĩa là nhiều người bị, chứ không phải chỉ một người bị. Trẻ em dưới 5 tuổi là thuộc cái nhóm đối tượng nguy cơ cao nhất của việc thiếu hụt sắt và kẽm. Thì trước tiên là nhóm những em bé sinh non, sinh nhẹ cân, sinh thiếu tháng. Bởi vì lý do rất đơn giản là dự trữ từ mẹ sang thì ít. Mà sau khi ra đời thì em bé chỉ bú sữa mẹ thôi. Thì lượng sắt và kẽm trong sữa mẹ là không nhiều. Nhóm thứ hai là những em bé bị mắc các bệnh lý mạn tính và các bệnh lý ở đường tiêu hóa. Ví dụ như là em bé bị tiêu chảy này, viêm đại tràng này, là cái bệnh mà cái đại tràng nó bị phình to, hoặc là hội chứng ruột ngắn vân vân. Các cái bệnh lý gì liên quan đến đường tiêu hóa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hấp thu và chuyển hóa. Và có thể có các loại chứng của ký sinh trùng khiến cho các em bé cũng bị nhiễm các loại ký sinh trùng. Nó sẽ làm tiêu hao bớt đi sắt và kẽm. Vai trò của sắt và kẽm nó liên quan đến rất là nhiều cái chức năng. Cho nên một cái đối tượng thứ ba là đối tượng trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Thứ tư là nhóm trẻ em mới bị bệnh, đang trong cái giai đoạn phục hồi. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái nhóm trẻ nữa, tức là nhóm trẻ em mà cái chế độ ăn không cung cấp đầy đủ sắt và kẽm, thì ăn không đa dạng thực phẩm, không biết ăn các loại thực phẩm giàu sắt, giàu kẽm. Đấy là cái nhóm đối tượng nguy cơ. Chúng ta sẽ có nhiều giải pháp để giúp cung cấp sắt và kẽm thông qua việc mà chúng ta sử dụng các loại thực phẩm bổ sung để các cháu có thêm sắt và kẽm đáp ứng lại cái hao hụt
và cái nhu cầu tăng lên, phải chú ý thực hiện một cái chế độ ăn đa dạng các loại thực phẩm và ưu tiên những cái thực phẩm để nó hỗ trợ cho việc hấp thu sắt và kẽm được nhiều hơn. Như vậy chúng ta cần lưu ý về những điểm gì khi sử dụng những sản phẩm bổ sung này ạ? Trong trường hợp chúng ta sử dụng các sản phẩm để bổ sung sắt và kẽm cho trẻ, chúng ta sẽ chú ý đến các yếu tố như sau. Thiếu sắt, thiếu kẽm thì hay bị thiếu cùng nhau. Bởi vậy là khi mà chúng ta giải quyết thì chúng ta cũng cố gắng giải quyết cùng một lúc thiếu hai cái vi chất quan trọng này. Về yếu tố kỹ thuật, chúng ta nên chọn sắt và kẽm hữu cơ. Hữu cơ thì sẽ dễ hấp thu, dễ chuyển hóa và cơ thể sử dụng được ngay. Thứ ba là chúng ta phải sử dụng loại sản phẩm mà cái nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe của trẻ. Chú ý đến vấn đề cảm quan, vị đó phải dễ uống. Tiếp tục nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn thương hiệu, nhà sản xuất có uy tín là điều rất là quan trọng. Cảm ơn bác Diệp rất nhiều. Thì không biết sau khi lắng nghe những lời tư vấn quý báu đến từ bác sĩ Ngọc Diệp, các thành viên trong gia đình trong tình huống đã có những suy nghĩ như thế nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thấy không con? Trời ơi là trời. Con cũng nghe đúng không? Cái đó là thiệt đó hả? Thiệt sống thiệt. Không phải là đứa nào mà cũng ăn học cao như tụi bay rồi biết cách chăm con đâu. Còn phải có kinh nghiệm và phải quan tâm chi tiết nữa. Ví dụ như cái móng tay nó bòi hỏi hột gạo, hoặc là nó sọc sọc nó vân như vậy, không phải là cái móng tay xấu rồi tao la làng lên đâu. Móng tay này là nó báo động cho là thiếu kẽm và thiếu sắt, khiến trẻ biến ăn, kém hấp thu, kém phát triển chiều cao, cân nặng, đề kháng trong người nó kém, dễ bị bệnh lặt vặt. Cái quan trọng là sau này nó không có tập trung, mất khả năng tập trung hơn những đứa khác. Làm sao bằng bạn bằng bè. Chị nói em mới để ý nghe, hèn chi anh. Bé Na nó cứ hay bệnh giặt anh. Rồi nó biến ăn nữa chị. Bệnh giặt, biến ăn, cái mặt tự nhiên buồn buồn. Bác sĩ nói là trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi là thiếu rất nhiều. Mà cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình thì không đủ bổ sung và kẽm và sắt. Vậy nên vợ chồng mình phải định kỳ bổ sung dự phòng để phát triển toàn diện về trí tuệ và thể lực. Hai mặt quay giảng đi, hai mặt quạo vậy. Không, thiệt bây giờ tự nhiên. Mày nhớ chị Chi không? Nhớ, em nhớ. Chị Chi, bác sĩ Nhi đó. Chạy qua nhà bà hỏi bà. Dạ. Hỏi không? Bà chỉ cho, rồi bà chỉ luôn mua quà cho hai chồng, thực ra là mua quà cho con quay đó. Cái gì vậy? Trời ơi, ủa? Trời ơi. Cái này nó hỗ trợ dữ lắm. Trời ơi đúng rồi anh ơi, đây nè đây nè. Cái gì vậy em? Đây là sản phẩm bổ sung kẽm và sắt hữu cơ đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho trẻ, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ trong giai đoạn phát triển, giúp phát triển tối ưu chiều cao và cân nặng, đặc biệt là tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Hay không em? Hay quá chị ơi. Cảm ơn chị Sáu. Cười với Sáu một cái coi. Cảm ơn Sáu. Trời ơi đẹp chứ dày mà không cho như này. Tặng đồng hồ nè. Đó nữa là đeo vô tay nè, thấy không? Mỗi lần đi đâu là đeo vô cho Sáu coi. Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi ôm hôn Sáu một miếng đi con. Ôm Sáu một cái cho Sáu trông khỏe một người. Wow. Khỏe hổ bây giờ mới đi Tây Ninh nè. Nha, có chuyện gì kêu chị nghe. Dạ, gia đình em cảm ơn Sáu nhiều nha. Sáu về nha mấy đứa. Dạ. Trời ơi, mừng quá chồng ơi. Vậy là vợ chồng mình tìm được giải pháp nha, giúp con gái mình cao lớn, phát triển thông minh xinh đẹp luôn. Ít nhất nó phải cao bằng ba mà đẹp bằng mẹ chứ. Em xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là tâm huyết của bác sĩ Ngọc Diệp ngày hôm nay để giúp cho rất nhiều bậc phụ huynh có thể điều chỉnh lại, cân bằng lại chế độ ăn uống và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Và nếu như quý vị có những vấn đề, những thắc mắc nào về việc chăm sóc sức khỏe cho bé thì xin mời quý vị hãy liên hệ với số hotline của chúng tôi 1800 8070 quý vị nhé. Bên cạnh đó, Hòa Đại Bơ xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Phyto Bimbi Ferrose bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ cho trẻ nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật trên kênh HTV7 với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tay à? Nước nào, nước nào? Bên đó chắc thời tiết lạnh lẽo lắm mà. Em lên núi mà. Tay nào chị? Tay Ninh. Với bà đông vui dễ sợ luôn. Trời đất ơi. Mua tao mua qua Huệ quá trời, chị mua qua Linh. Bộ Tây Ninh về mắc mớ nói tiếng Anh. Thì tại hàng xóm nó nói đồn chị đi Tây, chị nói tiếng Anh luôn cho nó Tây luôn.